tạp chí xã hội. Thưa quý vị, năm nước châu Âu Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển hôm 13 tháng Giêng năm 2023 đề xuất với cơ quan quản lý hóa chất châu Âu về việc cấm sử dụng PFAS, một thời gian sau khi nhận định việc dùng PFAS ở châu Âu chưa được kiểm soát đầy đủ. Đến ngày 7 tháng 2, Liên hiệp châu Âu đã bắt đầu xem xét đề xuất cấm PFAS, vốn vẫn được mệnh danh là hóa chất vĩnh cửu, với rất nhiều ứng dụng trong công nghiệp và đời sống, nhưng cũng có nhiều tác hại tới môi trường và sức khỏe con người. Nếu được thông qua, đây được xem như quy định lớn nhất trong ngành công nghiệp hóa học châu Âu. Để hiểu thêm về hóa chất được xem là vĩnh cửu và đang bị phản đối nhiều, EFI tiếng Việt đã có cuộc phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quốc Nghị, Đại học Paris-Saclay của Pháp. Xin chào tiến sĩ Phó Giáo sư Phạm Quốc Nghị, xin anh cho thính giả độc giả của đài EFI được biết là hợp chất PFAS thì cụ thể là gì và đâu là các đặc tính của hợp chất này ạ? Dạ, xin chào chị Thúy Dương. Có thể hiểu đơn giản các chất PFAS là các hợp chất hữu cơ có đặc điểm chung là cấu thành bởi carbon và fluor. Cần nhấn mạnh đây hoàn toàn là những chất tổng hợp bởi con người chứ không tồn tại có sẵn ở trong tự nhiên. Theo như định nghĩa này của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế thì có khoảng 4.700 chất thỏa mãn điều kiện được gọi là các chất PFAS. Tuy nhiên, trên quan điểm hóa học mà nói thì có tới trên 6 triệu chất phù hợp với định nghĩa này. Khi đề cập đến các đặc tính của các hợp chất PFAS, chúng ta có thể nhớ đến các nguyên tử cấu thành, đặc trưng là fluor và carbon F và C. Khi ghép hai chữ cái này, chúng ta có từ là forever chemicals, có nghĩa là các chất vĩnh cửu. Cách dùng chữ này có thể giải thích trên quan điểm hóa học, carbon và fluor thuộc ở nhóm liên kết bền khó có thể phá hủy nhất, rất khó hòa tan trong các dung môi hữu cơ, vô cơ như axit bazơ, và trong điều kiện tự nhiên trên bề mặt trái đất thì các chất PFAS này có thể tồn tại đến hàng nghìn năm mà không bị biến đổi. Vâng, vậy với những cái đặc tính đó thì đâu là những ứng dụng phổ biến của hợp chất PFAS? Để trả lời câu hỏi này của chị Thúy Dương thì chúng ta cần phải nhắc đến là đặc tính bền với nhiệt độ, tác động cơ học và môi trường hóa học như axit bazơ, cho nên là các chất PFAS được sử dụng rất là rộng rãi và phổ biến trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công nghiệp. Các hợp chất này được tổng hợp vào khoảng những năm 1940, cho nên là thời gian sử dụng thì quá ngắn so với các hợp chất có nguồn gốc tự nhiên mà chúng ta đã biết. Tuy nhiên, cái mức độ sử dụng các chất này thì rất là rộng rãi. Chúng ta có thể kể đến một vài ví dụ cụ thể. Thứ nhất là các chảo chống dính. Các chảo chống dính thường dùng đến các hợp chất gọi là Teflon. Đây là một hợp chất polymer rất bền và chịu được nhiệt. Ngoài ra, các chảo chất Teflon còn được sử dụng các băng dính cách nhiệt, cách điện. Một cái lĩnh vực thứ hai mà người ta dùng đó là sản xuất đóng gói thực phẩm công nghiệp, ví dụ bao bì đồ ăn nhanh, làm cho các sản phẩm bao bì thêm bền với nước và bền với các sản phẩm về mỡ, thuận tiện cho việc vận chuyển mang đồ ăn. Và cuối cùng chúng ta có thể kể đến bọt dùng để chữa cháy, cứu hỏa. Đây là một vài ví dụ, còn có rất rất nhiều ví dụ khác. Thưa anh, thời gian gần đây thì báo chí Pháp và châu Âu nói nhiều đến tác hại của PFAS. Anh có thể giải thích thêm về tác hại của hợp chất này đối với môi trường và sức khỏe con người được hay không ạ? Trước tiên chúng ta sẽ nói về vấn đề môi trường. Bởi vì các chất PFAS rất bền và rất khó bị phân hủy. Vì vậy, một khi mà đã đưa vào tự nhiên rồi thì các chất này nó sẽ thấm vào đất, vào các mạch nước nguồn, theo gió. Chính vì vậy mà các chất này sẽ có mặt ở gần như là mọi nơi trên trái đất. Thậm chí là có những nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng có sự có mặt của các chất PFAS ở trên tận Bắc Cực. Chúng ta có thể lấy một ví dụ là khi chúng ta dùng chảo chống dính, sau khi sử dụng xong thì chúng ta sẽ phải lau rửa, làm cho một số phần các phân tử Teflon mà như tôi đã nói ở trên thoát ra và vào trong các nguồn nước thải. Với các quy trình xử lý nước hiện tại, kể cả các quá trình của các nước phát triển như Mỹ và châu Âu thì cũng không có quy trình nào xử lý các hạt nhỏ PFAS này. Và như vậy thì các chất PFAS sẽ phân tán vào trong môi trường. Hoặc là các bọt chống cháy mà lính cứu hỏa sử dụng thì sau khi sử dụng xong thì các nguồn này sẽ phân tán vào nước và không khí. Một ví dụ là theo một nghiên cứu gần đây năm 2018 của một nhóm nghiên cứu người Mỹ thì các chất họ PFAS có trong máu của trên 98% người Mỹ. Theo một nghiên cứu khác của các trung tâm nghiên cứu kiểm tra và phòng chống bệnh tật Mỹ, các kết quả thử máu trên 10.000 người thực hiện vào khoảng thời gian từ năm 2003 đến 2014, trên 11 năm, có đến 5 chất PFAS được tìm thấy trong máu của trên 70% người thử nghiệm. Đây chỉ là 5 chất mà người ta nghiên cứu, còn có thể có rất nhiều chất PFAS khác mà người ta chưa thể tìm thấy được.
Và một điều rất chú ý là các chất PFAS khi vào trong cơ thể con người thì rất khó bị loại thải, bởi vì không như một số hợp chất có thể được thải loại thông qua gan và một số quy trình khác, thì các chất PFAS tồn tại trong cơ thể có thể nhiều tháng. Và theo Cơ quan Quốc gia An toàn về Thực phẩm, Môi trường và Lao động của Pháp, các thực phẩm có nguồn gốc từ biển thường có chứa một lượng rất lớn các chất PFAS so với các nguồn thực phẩm khác, đặc biệt là các động vật giáp xác như là tôm, cua, ốc và thân mềm. Cũng theo tổ chức này, các chất PFAS làm tăng hàm lượng mỡ trong máu, cholesterol, gây bệnh ung thư và ảnh hưởng đến sự phát triển của bào thai. Đặc biệt, theo một báo cáo năm 2020 của Tổ chức An toàn Thực phẩm châu Âu, thì các chất PFAS có thể gây ra sự suy giảm với phản ứng của hệ thống miễn dịch đối với tiêm chủng. Ở vùng quanh sông Rhône, thuộc phía nam thành phố Lyon ở nước Pháp, có nhiều nhà máy công nghiệp hóa chất như là Arkema, Daikin. Điều đó dẫn đến việc các nguồn nước bị ô nhiễm chất PFAS. Theo các nguồn thông tin báo chí gần đây, các nghiên cứu chỉ ra rằng hàm lượng PFAS trong trứng gà nuôi ở các làng Ulan et Pierre-Bénite cao hơn 16 lần ngưỡng cho phép. Chính quyền vùng khuyến cáo người dân ở đây không tiêu thụ trứng và thịt gia cầm trước khi có các nghiên cứu cụ thể hơn. Các nhà khoa học tìm cách lý giải là do đất bị ô nhiễm và khi gà nuôi trong các trang trại tư nhân ăn đồ ăn ở trên đất và sẽ bị nhiễm theo. Một nghiên cứu khác chỉ ra sự có mặt của các chất PFAS trong cá sống ở quanh vùng này. Theo chính quyền vùng thì nhà máy Arkema thải trực tiếp nước thải có chứa PFAS vào sông Rhône. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến các nước sinh hoạt ở vùng này. Vậy thì làm cách nào để có thể hạn chế những cái tác động, những cái tác hại của PFAS đối với môi trường và đặc biệt là đối với sức khỏe con người? Câu trả lời là những vấn đề này cần phải xử lý ở cấp cao nhất có thể, các chính phủ quốc gia, thậm chí là châu Âu và trên toàn thế giới. Bởi vì như đã nói là các chất PFAS có mặt ở khắp mọi nơi. Con người ta với những cái sinh hoạt bình thường thì rất khó để có thể tránh được cái chuyện ô nhiễm. Chính vì vậy mà cho dù có ý thức hay không có ý thức thì như nghiên cứu của Pháp trên rất nhiều cá thể khác nhau thì gần 100% trong mẫu máu của con người là có chứa các chất PFAS này. Trên cá nhân từng người một thì cách đơn giản nhất là trong cuộc sống thì hạn chế dùng các chất này. Ví dụ hạn chế mua và dùng đồ ăn nhanh, hạn chế dùng chảo chống dính, mà thay vì thì có thể dùng chảo chống dính bằng gốm. Tuy nhiên là có thể những cái chảo chống dính bằng gốm cũng có thể những cái nguy cơ khác mà bản thân bây giờ khoa học vẫn chưa tìm thấy, cho nên là đối với từng cá nhân một thì theo quan điểm của tôi thì hiện tại chưa có nhiều giải pháp và cần một cái hoạt động đồng bộ thống nhất ở mức độ cao nhất của con người để có thể giải quyết được. Bởi vì những chất này đã được sử dụng quá rộng rãi trong hầu như mọi lĩnh vực trong cuộc sống, không thể nào mà trong một hai ngày loại bỏ được, bởi vì ngoài yếu tố sức khỏe còn yếu tố kinh tế xã hội. Chính vì vậy khi mà ở cấp độ châu, mỗi khi mà đưa ra ngoài hội đồng khoa học ra còn có hội đồng ủy ban xã hội kinh tế cùng thảo luận để đưa ra những kiến nghị và giải pháp song song ạ. Tin Pháp AFP ngày 17 tháng Giêng vừa qua thì có một bài viết trích dẫn Patrick Birne, nhà nghiên cứu về ô nhiễm môi trường Đại học Liverpool John Moores, thì các cái chất PFAS có thể sẽ là một cái mối đe dọa về hóa học có thể gọi là lớn nhất cho loài người trong thế kỷ 21. Anh nghĩ gì về cái bình luận này ạ? Trên quan điểm hóa học thì bình luận này cũng có một cái ý đúng nhất định, tại vì những chất PFAS này là con người tạo ra được, sản xuất được. Tuy nhiên quá trình thu hồi và cái quá trình lọc và xử lý phân hủy các cái hạt PFAS sử dụng này rất là khó khăn. Hiện nay thì có thể nói là trên quan điểm hóa học là không có một quá trình nào có thể cho phép xử lý toàn bộ các chất PFAS trong tự nhiên. Rất khó thu hồi và gần như không thể thu hồi, không thể xử lý được, bởi vì các chất này quá bền. Khi nó đi vào cơ thể, bắt đầu mới có những cái ảnh hưởng tiêu cực sau này. Cho nên mình nghĩ là đây cũng có thể là một trong những cái vấn đề rất lớn mà các nhà khoa học cũng đang nghiên cứu làm sao có thể xử lý được, và câu trả lời hiện nay vẫn chưa có. Vâng, Khai Vì tiếng Việt xin chân thành cảm ơn tiến sĩ phó giáo sư Phạm Quốc Nghị đã tham gia chương trình ạ.